Quang Sơn xin chào bà con ha. Quang Sơn có nhận được câu hỏi của cả nhà mình giải đáp thắc mắc là nên mua máy đo huyết áp ở đâu? Máy đo huyết áp mua hàng xách tay ở nước ngoài cho yên tâm, hay là mua hàng online, mua ở cửa hàng truyền thống, hay là mua hàng đã xài rồi? Thì hôm nay cả nhà mình cùng tìm hiểu nha. Nếu mà như trường hợp mình có người nhà ở nước ngoài mua để biếu tặng á, thì mình sử dụng rất là tốt, tại vì hàng được kiểm định chất lượng ở nước ngoài cũng khá là chuẩn. Nhưng mà nếu mà mình tự bỏ tiền ra để nhờ mua thì Hoàng Sơn khuyên cả nhà mình không nên ha. Tại vì sao? Nếu mà mình mua hàng ở Việt Nam mà hàng chính hãng thì mình sẽ được kiểm định chất lượng nè, và mỗi 2 năm mình có nghi ngờ về vấn đề đo chính xác hay không, mình có thể gửi về hãng để hãng sẽ đo đạt lại giùm mình. Và trong 5 năm bảo hành mình có thể gửi về bảo hành, nếu mà lỗi do nhà sản xuất thì một số hãng là sẽ chữa 5 năm và một số hãng là đổi máy mới luôn trong 5 năm bảo hành. Và sau 5 năm mình vẫn được hỗ trợ sửa chữa cả nhà ha. Ví dụ như Myroline thì mình sẽ được đổi máy mới luôn nếu mà lỗi do nhà sản xuất 5 năm. Đó. Rồi cái thứ ba là mình nên mua hàng online hay không? Thì thật sự là trên mạng online có rất là nhiều giá cùng một sản phẩm, mà tại sao có giá rất là rẻ mà có giá rất là mắc? Thì Quang Sơn nghĩ là cả nhà mình nên mua ở những cái hàng nào mình đã tin tưởng ha, để mình đảm bảo về chất lượng, không bị hàng giả, hàng nhái hoặc là bị đánh tráo những cái thiết bị phụ kiện. Rồi nếu mà như mình có điều kiện mà mình ra cửa hàng để mình lựa thì cũng tốt cả nhà ha, để mình được tư vấn kỹ hơn và mình được tận mắt mình xem máy. Nhưng mà mùa dịch này thì hạn chế đi lại đó, nên cũng khó khăn cho bà con mình ở tỉnh, thì bà con mình cũng có thể những cái cửa hàng mà đã uy tín rồi á, mình gọi điện nhờ tư vấn kỹ hơn. Hoặc là Hoàng Sơn có rất là nhiều video về cách lựa chọn thiết bị y tế rồi, cả nhà mình có thể xem thêm, hoặc là gọi điện trực tiếp vào số điện thoại ở bên dưới để Hoàng Sơn tư vấn kỹ hơn. Đó là mình có thể mua từ xa gửi về rồi thanh toán qua bưu điện đó, nhưng mà những cửa hàng nào uy tín cả nhà ha, mình đã tin tưởng mình hãy mua. Rồi có nên mua hàng cũ hay không? Nhiều người thì nghĩ là mua hàng cũ để được tiết kiệm, nhưng mà ví dụ cái máy đó là 1 triệu thì mua hàng đã xài rồi thì tầm khoảng 500-700. Nhưng mà Hoàng Sơn khuyên cả nhà mình không có nên ha. Tại vì nếu mà mình mua máy mới, mặc dù nó tốn tiền hơn xíu, nhưng mà được bảo hành 5 năm chính hãng và mình sẽ được kiểm định chất lượng, và có vấn đề trục trặc mình sẽ được bảo hành hỗ trợ rất là tốt. Và những cái hàng giống như hàng y tế mình không có nên ham rẻ quá tại vì một cái máy đó mặc dù có thể nó mắc xíu, nhưng mà mình xài 5 năm và mình xài cho cả gia đình thì tính ra nó cũng không mắc cả nhà ha. Và mình xài mình sẽ yên tâm. Chứ nhiều khi cái máy đo mà mình nghi ngờ không biết có chính xác hay không thì không nên đo ha, chứ uống thuốc thì nguy hiểm lắm. Đó thì như Hoàng Sơn có rất là nhiều dòng máy ở đây là đeo ở cổ tay, bắp tay, và cách lựa chọn như thế nào trước khi mua và lựa chọn giá tầm bao nhiêu cho phù hợp với mình. Tại không phải mắc tiền là phù hợp nha, có những dòng giá cả như tầm khoảng 1 triệu là phải phù hợp với mình, nhưng mà có những dòng mình ráng thêm xíu khoảng hơn 2 triệu thì nó lại có thêm chức năng là kiểm tra cảnh báo sớm về đột quỵ. Đó, thì cả nhà có thể xem thêm các video trên kênh Sức Khỏe 60 Giây hoặc gọi điện cho Hoàng Sơn tư vấn thêm. Rồi hôm nay giải đáp cùng cả nhà mình ha, máy đồ mua app ở đâu, hoặc là cả nhà có thể liên lạc trực tiếp với Hoàng Sơn qua số điện thoại bên dưới. Rồi chúc cả nhà nhiều sức khỏe, tạm biệt và hẹn gặp lại.